Sau khi cuộc chiến sống còn giữa đội 4 và Sawatari kết thúc, dường như sự mất mát vẫn còn đang bao trùm lên không khí của đội 4. Và đối với riêng Aki thì thật sự là người cảm nhận được sự mất mát không ngôi này, khi chứng kiến người đồng đội cũng như người bạn tình Himeno của mình phải hy sinh một cách đau đớn để cứu lấy mạng sống của cậu. Và sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, chúng ta có thể thấy Power và Denji hoàn toàn lành lặn, không một chút gì ảnh hưởng từ trận chiến trước để lại, mà chỉ có thanh niên Denji là chiến đấu thôi, chứ Power là trốn mất dép rồi. Và đúng là thanh niên Denji xấu tính thật. Người ta đến thăm bệnh, đem táo để bồi dưỡng cho người bệnh, nhưng cái thanh niên này lại giành lấy để ăn hết, để lại cho Aki một quả cắn gian dở. Đúng là chả có thương Aki gì hết, gặp Himeno có ở đó là bác cho một cú vào đầu rồi, vì cái tội giành ăn với người bệnh. Đến khi lúc về, xong quay lại vì quên chuyện manga, nhìn cứ tưởng hối hận, ai ngờ lại là một chuyện khác. Đúng là thanh niên ham ăn hóc uống, mê gái bộ bạn mà, sự tử được chưa anh em? Đã từ lâu, Aki bỏ đi thói quen hút thuốc của mình, nhưng đến hiện tại, khi có ý định hút trở lại, thì đã nghĩ ngay đến cảnh Himeno ngày nào còn bật lửa cho cậu. Chính vì thế, từ một thanh niên lạnh lùng, không sợ sệt gì, đến lúc này đã trở nên vỡ vụn, yếu đuối mò à lên bật khóc. Và cũng trong tập 10 này, chúng ta cũng đã biết thêm một nhân vật mới, chính là thầy Kishibe. Đây là nhân vật mà anh em đọc manga Chainsaw Man sẽ là khá chờ đợi đấy. Với ý chí chiến đấu lạnh lùng, máu mặt, chẳng ngạc nhiên khi chỉ mới lần đầu gặp Power và Denji thôi, mà đã làm cho hai quỷ nhân này phải chết lên chết xuống 20 lần sau khi chiến đấu thực tiễn với người thầy mà sẽ chỉ dạy cho họ nhiều sau này. Từ cách chiến đấu cũng như chiến thuật sẽ ngày một được nâng cao hơn. Ở video sau, mình sẽ làm riêng về người đàn ông này nhiều hơn. Từ ngoại hình cho đến hành vi và kỹ năng, ông ấy giống Levi Ackerman ở mọi khía cạnh. Kishibe chỉ nói khi cần thiết và có bản tính khắc kỷ, nhưng ông ta giết quỷ theo cách tàn bạo nhất có thể. Kinh nghiệm giết quỷ nhiều năm đã khiến cho Kishibe trở thành một trong những thợ săn quỷ mạnh nhất. Về khả năng thể chất, không ai sánh được với Kishibe. Trong một trường hợp, ông ta đã phá vỡ một vũ khí làm bằng máu cứng của Power chỉ bằng một cú đấm. Khả năng của Kishibe vượt xa một người bình thường. Hiện tại, Kishibe có liên hệ với quỷ dao, quỷ vuốt và quỷ kim. Và một chi tiết mà Aki hỏi rằng liệu mình còn bao nhiêu năm nữa thì Nguyên Kiếm đã trả lời rằng còn 2 năm. Thật sự đối với Aki thì việc trở thành một thợ săn quỷ nhằm để báo thù cho gia đình mình khi xưa. Và liệu chính cậu đang đặt suy nghĩ rằng cậu có thể làm tròn trách nhiệm của mình được hay không, khi chưa thể bảo vệ được đồng đội và những người yêu thương xung quanh mà cậu cố gắng. Chỉ khi lập khế ước với quỷ thì lúc đó Aki mới có thể tồn tại và tiếp tục trở thành thợ săn quỷ nhằm báo thù mà thôi. Cảm ơn các bạn vì đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để mình có thêm động lực làm tiếp video sau chất lượng hơn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.